về rất là kỹ lưỡng, hàng là hàng chắc từ bên nước ngoài về nên là các bác yên tâm sử dụng nha. Đó, nhìn chắc chưa, mấy mới kem rất là đẹp. Vâng, xin chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc nha. Thì đây là con Sansui 7070. Con này hàng nội địa Mỹ nha bác, sử dụng điện 110-120. Con này mới về trong sáng nay, để em nhỏ nhặt một tí. Thì em báo giá luôn, con này em báo giá là 23.700 các bác, giá rất là tốt cho các bác nha. Nói chung những dòng receiver bên em đưa về thì nó luôn luôn có mặt trong vòng cũng tuần hai tuần là nó có hàng về thôi, tại vì hàng đấu mạng đâu bay về. Đẹp long lanh nha các bác. Sansui 7070 sexy vàng phiên bản Mỹ. Em này thì cực kỳ nổi tiếng của Sansui rồi, ở phân khúc trên 20. Sử dụng là hai cầu loa ABA cộng B, bass mic chép loa nét vừa ghi vừa trưng bày, đánh những dòng loa Pioneer Sansui và chơi cả dòng loa Mỹ, loa châu Âu đều tốt. Thì tại vì đặc tính của Sansui tiếng nó nịnh tai và không có kén loa các bác, Sansui nó thế. Nếu các bác nào mình không cầu kỳ mà trong phối ghép thì mình lựa chọn Sansui cho nó tiện các bác. Sansui dễ ghép hơn. Và muốn cổ điển và trưng bày thì cũng vẫn lựa chọn Sansui. Còn nhiều bác thì khó tính hơn thì mình thích chơi nó gọi là nó kỳ công hơn thì chúng ta chơi những hãng khác. Phía sau rất là keng luôn nha, góc cạnh nha. Mình thi đầu vào. Bản Mỹ nha các bác, 120V, các bác cắm 110-120. Series là 2908, hai cầu loa. Có thấy đẹp không? Hàng chắc Mỹ về nhờ các bác. Các bác nhìn nó khác biệt rất là nhiều so với những sản phẩm mà nó trôi nổi, nó xài qua Việt Nam mình rồi, nó khác không? Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Về hoàn ngoại ngoại thất của nó thì quá tuyệt vời rồi nha các bác, không cần phải ngắm nghía gì nữa vì nó quá đẹp rồi. Bác nào lấy alo cho em chiến nha, 23.700 chiến khoản đủ, em tính 23 năm luôn, gọn lị. Giá mua đợt này con này về khá là tốt đấy, với những sản phẩm về giá nó ngon quá. Biết rằng thì rất là nhiều bác đi mua những con 7070 này ở chỗ khác lên tới 25 triệu, 25 triệu rưỡi các bác. Không phải rẻ đâu, nhiều chỗ họ bán kinh lắm. Nhưng tại vì cái chỗ em là em đấu giá trực tiếp quá thì giá nó tốt hơn thôi, họ mua đi bán lại thì nó mới khác, cái đó thì mình phải chấp nhận nha các bác. Đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong của con 7070 bản Mỹ. Đây nha các bác, sexy 7 màu và nó rất là đẹp nha. Tất nhiên là bao riêng tuyệt đối rồi các bác, nên các bác không cần phải nghi ngờ tới vụ đó được, tại vì sản phẩm em về rất là kỹ lưỡng, hàng là hàng chắc từ bên nước ngoài về nên là các bác yên tâm sử dụng nha. Đó, nhìn chắc chưa, mấy mới kem rất là đẹp. Đây, nhìn chân máy nữa đấy, sáng tròn nha. Rồi video đến đây là kết thúc, em giới thiệu con Sansui 7070 bản Mỹ khá là hiếm. Alo là nội địa Mỹ đấy các bác. Bác nào lấy thì alo cho em chiến nha. Ủng hộ sản phẩm cũng như là ủng hộ em và nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Thì em làm video ngắn thôi, không dài dòng. Đơn giản thì cũng như mọi video khác, que xung quanh rồi que chi tiết máy để các bác cùng xem đồ đẹp của sản phẩm để các bác lựa chọn thôi. Em chiến mình định chào tất cả các bác nha. Đây là con 5000X bao qua dính kích tinh lửa 320W mới về trong sáng ngày hôm nay. Và video này em lên chi tiết để các bác cùng xem. Hai con được trước là về là đã lên đường rồi. Thì hiện tại shop chỉ còn một con duy nhất mới về này thôi. Em mời các bác cùng xem đồ đẹp từ góc cạnh nha. Hàng những con 5000X này em đều đấu em ai về và lựa chọn những con đẹp nhất có thể. Các bác có thể xem ở video này. Giá thì em cũng đã báo rồi, đó là 24 triệu bao gồm phí ship. Em nói được tiếp nên giá nó luôn luôn sẽ tốt hơn các bác. Và hàng thì các bác thấy này, đạt hết tất cả tiêu chí vừa nghi vừa trưng bày nha. Hai phía trên nóc này các bác, hay những cái lỗ thông hơi, vuông thành sắc cạnh hết nha các bác. Đấy, 24 triệu đã bao gồm phí ship nha. Bác nào mình chiên khoản đủ thì em lại bớt 200.000, là còn 23.800 các bác. Đấy, các bác cùng xem, không điểm trừ nha. Em nói thì 320W chạy 4 con Toshiba chữ đỏ nha các bác.
phía sau, tổng quan phía sau, ba trạm loa ABC hệt A cộng B, A cộng C, cần anten phần tản nhiệt cho bốn sổ sách. Series là 1289 nha bác, 1289, một số tiếng cực kỳ đẹp nha. Rồi đi vào nội thất bên trong và các bác cũng có thể xem được cái độ mới của sản phẩm của em Chiến đưa về. Nói về 5000X hoặc là những dòng âm ly receiver đến từ Sansui hoặc là Fixer vân vân thì bên em đấu giá mạng với những sản phẩm lựa rất là kỹ lưỡng. Rồi em tháo bên trong để các bác cùng xem luôn. À, mời các bác cùng xem cái mặt tiền em nó đã từ nấm rút nha. Xăng tròn. Không tì vết nha các bác. Hàng vừa nghi vừa sưu tầm vừa trưng bày luôn á. Mà là hàng chắc bãi chắc từ nước ngoài về nha, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Anh em Việt Nam gọi tóm tắt là chắc bãi đó. Vâng, và em Chiến mời các bác đang xem video, mời xem cái độ đẹp của con 5X về ngày hôm nay. Các bác có thể thấy qua video. Đây, fixi 7 màu từ những cái nắp máy chắc bãi về các bác. Đây, nó keng, nó sáng tròn. Mới long lanh luôn nha. Em làm những hàng tuyển và hàng sưu tầm là chính nha các bác. 4 con Toshiba chữ đỏ nha. 4 tụ và là bo IP6013. Bo cái tinh lửa. Cái mã của bo là IP6013. Các bác thấy không? Cái tinh lửa đây. Đây, hai cái đuôi kết tinh lửa. Rồi thì các bác cũng đã cảm nhận xong rồi. Thì bác nào alo cho em thì thích thì con này thì sưu tầm, vừa nghi vừa trưng bày. Đánh những cặp loa cổ rất là hay các bác. Đánh loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu đều rất là tốt. Tiếng của 5X thì nó thuộc vào dòng huyền thoại của dòng xuất âm tụ của Sansui. Xuất âm tụ thì nhắc tới là chỉ có 5X là đỉnh thôi. Rồi thì em Chiến dừng video, hẹn các bác video tiếp theo. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ alo cho em nha.